15. Nguyệt vọng Thái Âm Triều Nguyên, hãy nên thắp hương thức đêm. Tứ Thiên Vương toàn hành. Chết đột ngột. 16. Thiên Tảo Lược loát chân quân giáng hạ, nghèo nàn chết yểu. 18. Ngày trời người tăng phước, hãy nên trai giới nghĩ tới chuyện tốt lành. 23. Tứ Thiên Vương tuần hành, vía Hán Hoàn Hầu Trương Hiển Vương. 24. Vía Táo Quân Phu Nhân. 25. Ngày Nguyệt Hối, giảm thọ. 27. Đầu giáng, vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, Dương Công Kỵ, giảm tài độc, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm tứ thiên họp mặt nghị sự, bị bệnh. 29. Tứ Thiên Vương tuần hành. 30. Nguyệt Hối Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành, chư thần tra xét, tháng thiếu thì kim vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 9, mùng 1, Nguyệt Sóc, vía Nam Đầu. Từ mùng 1 đến mùng 9, 9 vị tinh quân thuộc Bắc Đầu giáng hạ, trong 9 ngày này đều nên kiêng hành dâm. Giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mùng 3, vía Ngũ Ôn Thần. Mùng 8, Tứ Thiên Vương tuần hành. Mùng 9, vía Đầu Mẫu, vía Phong Đồ Đại Đế, Huyền Thiên Thượng Đế phi thăng, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mùng 10, Đầu Mẫu giáng hạ, giảm thọ 12 năm. 11. Nên kiêng cử. 13. Vía Mạnh Bà Tôn Thần. 14. Tứ Thiên Vương tuần hành. 15. Nguyệt vọng Tứ Thiên Vương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 17. Vía Kim Long Tứ Đại Vương bị tai nạn về nước. 19. Nhật Cung Nhật Nguyệt hội hợp, Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, giảm thọ. 23. Tứ Thiên Vương tuần hành. 25. Nguyệt Hối Dương Công Kỵ, giảm thọ. 27. Đầu giáng, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm bị bệnh. 29. Tứ Thiên Vương tuần hành. 30. Khánh Đàn Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Nguyệt Hối Từ Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, bệnh nguy ngập, giảm thọ. Tháng 10 mùng 1, Nguyệt Hối Dần Tuế Lạc, Tứ Thiên Vương giáng hạ, giảm thọ, chết trong vòng 1 năm. Mùng 3, Đầu Giáng, vía Tam Mao, giảm thọ 12 năm. Mùng 5, ngày Hạ Hội, Khánh Đàn Tổ Sư Đạt Ma, tổn thọ. Mùng 6, Thiên Tào Khảo Sát, giảm thọ 12 năm. Mùng 8, ngày Phật nhập Niết Bàn, Đại Kỵ Sắc Dục, Tứ Thiên Vương tuần hành. Mùng 10, Tứ Thiên Vương giáng hạ, trong vòng 1 năm sẽ chết. 11. Nên kiêng sắc dục. 14. Tam Nguyên Giáng Tứ Thiên Vương tuần hành, giảm thọ. 15. Nguyệt vọng Tam Nguyên Giáng Hạ Nguyên Thủy Phủ kiểm sổ sách Tứ Thiên Vương tuần hành, giảm thọ 12 năm. 16. Tam Nguyên Giáng 23. Dương Công Kỵ Tứ Thiên Vương tuần hành. 25. Ngày Nguyệt Hối giảm thọ. 27. Đầu giáng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế giáng hạ, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân thần nhóm họp cõi âm bị bệnh. 29. Tứ Thiên Vương tuần hành. 30. Nguyệt Hối Từ Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 11, mùng 1 Nguyệt Sóc giảm thọ 12 năm. Mùng 3 Đầu Giáng giảm thọ 12 năm. Mùng 4 vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mùng 6 vía Tây Nhạc Đại Đế, giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Mùng 8 Tứ Thiên Vương tuần hành. 11 ngày trời đất mở kho, vía Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, giảm thọ 12 năm. 14 Tứ Thiên Vương tuần hành. 15. Nguyệt vọng Tứ Thiên Vương tuần hành, phạm dâm vào nửa đầu đêm, nam chết, phạm dâm vào nửa cuối đêm, nữ chết. 17. Khánh Đàn A-di-đà Phật.
19. Vía Thái Dương Nhật Cung, tai họa oái oăm. 21. Giường Công Kỵ, tuyệt tự. 23. Vía Trường Tiền, Tứ Thiên Vương Toàn Hành. 25. Lược Lót Đại Phu Giáng Hạ, Ngày Nguyệt Hối, Đại Hung. 26. Vía Bắc Phường Ngũ Đạo. 27. Đầu Giáng, giảm thọ 12 năm. 28. Nhân Thần Nhóm Họ Cõi Âm, bị bệnh. 29. Tứ Thiên Vương Toàn Hành. 30. Nguyệt Hối Tư Mạng báo cáo Tứ Thiên Vương Toàn Hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng Chạp mồng 1 Nguyệt Sắc, giảm thọ 12 năm. Mồng 3 Đầu Giáng, giảm thọ 12 năm. Mồng 6 Ngày Mở Kho Trời Đất, Lôi Trài Nhật, giảm thọ. Mồng 7 Lược Loát Đại Phu Giáng Hạ, bệnh ngặt. Mồng 8 Vương Hầu Lạc, Ngày Thích Ca Như Lai Thành Phật, Tứ Thiên Vương Toàn Hành, Ngày Mậu trong 10 ngày đầu tiên, giảm thọ 12 năm.